các bạn sẽ học viên sẽ được học tất cả các cái môn cần thiết để các bạn có thể làm một nhân vật game từ concept cho đến hoàn thiện. Các bạn cần kiến thức về giải phẫu, cần kiến thức về màu sắc, vật liệu và cái tư duy về làm việc trong môi trường 3 chiều. Về cơ bản thì các bạn sẽ phải làm quen với cả các cái phần mềm công cụ để có thể thực hiện được các ý đồ mà các bạn mong muốn. Nhưng mà thực tế thì cái vấn đề học về công cụ hay là vấn đề học về cái tư duy ấy, thì cái quan trọng nhất vẫn là đòi hỏi cái sự rất là kiên trì của các bạn. Thường thì sẽ có một buổi lý thuyết, sau đấy thì chủ yếu là thực hành. Và trong quá trình làm thực hành thì các bạn cũng sẽ có cái sự liên hệ với cái lý thuyết các bạn được học. Tức là chủ yếu là mình thực hành là chính, mình áp dụng là chính, còn lý thuyết nó rất là bé thôi. Thường thì các bạn gặp cái vấn đề về thời gian, vì nhiều bạn thì học ở Arena nhưng đồng thời lại học ở một trường đại học khác, hoặc là các bạn vừa học vừa làm, thành ra là đôi khi cái thời gian các bạn dành cho đồ án nó bị eo hẹp, thì thường là sẽ bị cập dập và không làm được đủ cái độ chi tiết hay là không làm được đủ đẹp như là cái dự định ban đầu của các bạn. Có cái sự phân hóa rất là rõ nét giữa cái việc tức là giữa cái trình độ của các bạn sinh viên. Có cái số lượng bài đẹp thì cũng càng ngày càng nhiều, cái số lượng điểm cao cũng càng ngày càng, tức là điểm càng ngày càng cao hơn, nhưng đồng thời thì ở chiều ngược lại thì cũng có những cái đồ án không tốt, nếu tệ và điểm càng ngày càng thấp hơn. Thế cho nên là mình thấy có sự phân hóa, chứ không phải là chỉ toàn điểm cao hay là chỉ toàn điểm thấp, sự phân hóa rất rõ ràng. Các bạn có thể tham gia vào các cái công đoạn và làm nhân vật game, các cái studio, ví dụ như là dựng hình, ví dụ như làm vật liệu, làm thiết kế môi trường 3D. Cái kỳ học này nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn rất là lớn. Các bạn có thể là không cần phải có cái kỹ năng hay là năng khiếu gì trước khi các bạn tham gia học, nhưng mà các bạn cần một cái kiên trì. Và khi mà các bạn kiên trì và các bạn đi tới cùng thì mọi cái khó khăn nó chỉ là vượt qua, các bạn có thể vượt qua được rất dễ dàng thôi.